Theo thỏa thuận thì công ty Siemens có trụ sở tại Đức sẽ cung cấp 3 turbine SGT-5-4000F, 3 máy phát điện, 3 lò hơi thu hồi nhiệt, thiết bị điện liên quan và hệ thống điều khiển SPPA-T3000. Siemens sẽ hỗ trợ nâng cấp nhà máy nhiệt điện Hiệp Phước 1 tại Sài Gòn thành nhà máy điện chu trình hỗn hợp. Nhà máy được nâng cấp sẽ được đốt bằng khí tự nhiên hóa lỏng, tức là LNG, thay thế cho dầu. Theo tờ NS Energy đưa tin, dự án này sẽ giúp tăng công suất điện của nhà máy lên khoảng 780 MW, lên khoảng 1.200 MW, bằng cách chuyển đổi nhiên liệu, bố trí các turbin khí thế hệ F tối tân từ Siemens và sử dụng nhiệt thải từ các turbin khí để sản xuất điện. Lượng khí thải CO2 có thể được cắt giảm gần một nửa cho mỗi kilowatt điện được sản xuất. Sau khi hoàn thành nâng cấp thì nhiệt thải từ các turbin khí sẽ được sử dụng để tạo ra hơi nước. Hơi nước thu được sẽ được sử dụng để chạy turbin hơi và máy phát điện, hiện nay có thể để sản xuất điện. Nhà máy được nâng cấp dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào nửa cuối năm 2022. Để đáp ứng nhu cầu điện hiện nay tại Việt Nam, công ty điện lực Hiệp Phước sẽ có thể cung cấp khoảng 520 MW cho lưới điện vào giữa năm 2021 thông qua vận hành turbin khí theo chu trình hở. Trước đây, thưa quý vị, công ty Siemens từng cung cấp các nhà máy điện chu trình hỗn hợp cho Việt Nam với các dự án tiêu biểu như là Phú Mỹ 2.1 mở rộng, Phú Mỹ 3, Cà Mau 1 và 2, Nhân Trạch 2.